Anh em nhìn bên đây con máy gì không? Đây là cái con robot hút bụi nhá. Con này là Robovac vác con L70 anh em ạ. Để cho anh em xem mã này. Con này định à, không phải định mà thật ra tháo ra đóng pin rồi mà đấy ăn thua anh ạ. Mẹ con này hãng khổ lắm. Đây. Robovac L70 nhá, con này hybrid luôn này, nhiều tính năng luôn này. Có quét 3D này. À, đúng rồi, có quét 3D và có nói chung là các loại tính năng anh em yêu cầu, chỉ có mỗi cái là không có tự giặt rẻ thôi anh ạ. Đấy, còn lại cái gì nó cũng có. Tình trạng con này bây giờ là báo bị thay pin. Đấy, và đã bóc ra thì pin của nó trong chết sạch rồi anh ạ. Bị sạc quá quá tải nhưng mà hơi vô lý, bởi vì con này là dòng cao cấp rồi sao lại bị sạc quá tải thì không biết. Đấy, thế là đã tiến hành thay cho nó quả pin rồi. Tức là đóng lại lõi xèo đúng không? Đóng lõi xèo xong thì nó phát sinh ra vấn đề là nó để cho sạc pin nữa. Mà trước khi đóng xèo thì là đã pin nữa chết rồi. Đấy. Bây giờ tình trạng là đếch lên rồi anh ạ, nằm im rồi. Đấy anh em thấy nó báo cái gì không? Nó báo hiện tại bây giờ là đang không cho sạc. Đấy em nhìn cho bật lên này. Đấy quả pin bây giờ nó bắt là bỏ ra thay quả pin mới. Tức là cái mạch sạc ở trong quả pin ấy, nó khóa lại và không cho mình sạc nữa. Đấy là gọi anh dắt thế nó dễ hình dung nhỉ. Đấy anh em tháo ra trong một cái mạch bằng mạch của pin ấy, anh em lắp lõi xe mới vào thì nó cũng không nhận đấy anh ạ. Mẹ còn không nhận khổ lắm. Bây giờ tháo ra lắp lõi xe mới là xong, bây giờ muốn chạy đúng không? Nhà anh em phải có máy, anh em đọc lại con zoom ở trong ấy, anh em sửa lại dữ liệu. Nhưng mà vấn đề là cái này làm ít thì chắc chắn là có cái dữ liệu zoom đâu anh ạ. Ừ. Thành ra là máy nằm im rồi. Đang tính có khi là tí nó phải kiếm quả pin của hãng về gắn thôi, chứ còn đóng lại hơi căng đấy nhỉ. Ừ. Còn các tính năng của nó thì đều có hết, tự lùi chuồng, hết pin tự lùi chuồng này. Chạy rồi vẽ bản đồ 3D nó có hết con này luôn này, đủ hết anh em ạ. Rồi cả cái đây, cái khu này, khu giặt này, có hết luôn nhá, khu bụi cũng có hết luôn này, để đây hết luôn này. Rồi rất nhiều tính năng luôn này ở đây. Đấy, tháo có thay hết luôn nhá. Đấy. Nó chỉ mỗi cái giờ là bây giờ là thôi, bó thay chấm com rồi. Để lâu quá pin nó tự hỏng đấy anh em ạ. Đấy. Báo nháy hai đèn đỏ, nó y như là cái máy in anh em dùng, nó báo nháy hai đèn ấy. Là dính trưởng chết đầu phun thì con này sẽ là chết pin anh em ạ.